Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách khóa bài viết trên cái nhạc Facebook của mình. Cách này giúp giữ cho ảnh và bài viết của bạn riêng tư hơn, bảo mật tốt hơn. Ví dụ, đây là tài khoản Facebook của mình nè. Bây giờ mình sẽ sử dụng một tài khoản Facebook khác. Đây là tài khoản Facebook của người lạ vào trang cá nhân Facebook của mình. Do tài khoản Facebook của mình chưa bật khóa bảo vệ trang cá nhân nên tài khoản Facebook lạ sẽ vào xem được như thế này. Bây giờ mình sẽ bật khóa bảo vệ trang cá nhân Facebook của mình. Thì phải làm như sau. Mình sẽ vào tự dọn mã gạch nè, bên góc phải nè. Tiếp theo mình sẽ kéo xuống, chọn đến mục cài đặt phần quyền riêng tư nè. Tiếp tục mình sẽ chọn đến mục cài đặt nè. Tiếp theo mình sẽ kéo xuống, ở mục đối tượng và chế độ hiển thị nè, mình sẽ tích chọn vào mục khóa bảo vệ trang cá nhân nè. Bấm chọn. Tiếp tục mình sẽ chọn đến mục khóa bảo vệ trang cá nhân. Bạn đã khóa bảo vệ trang cá nhân nè. Chỉ bạn bè mới xem được ảnh, bài viết và tên đi trang cá nhân của bạn nè. Bấm OK. Như vậy là xong. Bây giờ mình sẽ vào lại tài khoản Facebook lại để kiểm tra nè. Đây là tài khoản Facebook Thí Văn nè. Khi vào lại trang cá nhân Facebook của mình thì nó sẽ hiển thị là thì trang đã khóa bởi vì trang cá nhân nè. Mình sẽ không xem được ảnh bìa và các tin trên trang cá nhân Facebook của mình. Không xem được. Khi bạn bấm vào ảnh bìa nè, nó sẽ thông báo nè, thì trang đã khóa bởi vì trang cá nhân nè. Chỉ bạn bè mới nhìn thấy những gì cô ấy chia sẻ trên trang cá nhân nè. Còn nếu các bạn muốn mở khóa bởi vì trang cá nhân Facebook của mình thì mình làm ngược lại. Mình cũng chọn đến mục là khóa bởi vì trang cá nhân nè. Tiếp theo mình sẽ chọn đến mục là mở khóa nè. Chọn đến mục mở khóa trang cá nhân nè. Bạn đã mở khóa trang cá nhân nè. Như vậy là xong. Cách khóa bảo vệ trang cá nhân Facebook của mình như thế này rất đơn giản. Các bạn có thể là cài đặt áp dụng. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.